Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Chư Phật Chư Đại Bồ Tát, Nam Mô Thập Phương Tất Cả Chư Kim Cang Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng. Dạ con tên là Phạm Thị Khánh Hòa, nay con xin đối chức Tam Bảo Đức Bổn Tôn Địa Tạng Đại Bồ Tát, xin được đọc tụng bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xin được cúng dường lên mười phương chư Phật chư Bồ Tát, Đức Bổn Tôn Địa Tạng Đại Bồ Tát. Dạ con xin phép được đọc bài kệ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng lam lữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu ra ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng từ bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lọc lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cữ ngũ tâm, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng liệm thượng nhân sanh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thầm lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoạn họa người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác thảy mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nao sốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường cung kính cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp Phật chẳng rời, rộng tin đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm lên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Dạ con xin hết ạ. Dạ con nguyện đem toàn bộ công đức mà con đọc tụng bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, nguyện xin hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh đang chịu khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm được tiêu trừ tất cả các tội nghiệp, tăng trưởng phước lành, thường có thiện căn nhân duyên phước đức với Tam Bảo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mau được Ngài cứu độ giúp cho, sớm phát tâm Bồ Đề, phát tâm hiếu, tu tập giải thoát. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Mười Phương Tất Cả Ba Đời Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Dạ con xin phép được lui ra. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Đi So Ha.